Quang Hải trở thành tân sinh viên Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội chuyên ngành quản trị kinh doanh. Kể ra mà Hải học khoa chăn nuôi của Học viện Nông nghiệp thì mắc chuẩn chuyên ngành. Chủ yếu là gái trường này xinh, học hành gì tầm này. Quá chuẩn luôn. Xe này vô trường khả năng đậu bờ hồ Tây, Hải quay xe. À đâu thằng này. Lại định vào lừa mấy em sinh viên trẻ người non dạ như mình đây mà. Em tuy xấu nhưng không dễ lừa đi nhún nhảy đâu nha. Các em vào đấy đều là trình độ đại học, Hải đừng dạy các em, đánh vần, nhé. Ngày trước thì cháu học trường nào, cháu học Đại học Kinh tế Quốc dân hả, không Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội ạ. Giờ thì chỉ cần bảo cháu học trường Quang Hải đang học thôi. Đại học Nông nghiệp khi nào cũng chờ đợi anh. Quang Hải chăn nuôi sạch, giải pháp dùng nước hồ Tây tưới rau Đông Anh. Thiết bị dành cho người chán sống, người sử dụng sẽ được về nơi chín suối một cách êm dịu. What? Thay vì dùng mana nay đã có thiết bị chuyển sinh. Vậy tức là nếu muốn chết thì trước tiên phải nỗ lực làm giàu cho bản thân đã thì mới có thể tận hưởng sự ra đi thanh thản được. Ai dùng rồi thì cho em xin cái review, chứ em chán sống lắm rồi. À đâu. Nếu không đọc thì em tưởng là máy tắm trắng phi thuyền tại nhà. Sản phẩm này có đúng như quảng cáo. Mua cái này về mở cửa hàng nhận đưa người ta về nơi chín suối. Trời điệu, một giấc ngủ ngàn thu đáng đồng tiền bát gạo là đây ư. Thất thử giận anh vào phòng, em cho anh hết đấy làm gì thì làm, nó lại chả điêu luyện hơn trên phim. Quá chuẩn luôn. Giống hồi cấp 2 mình hướng dẫn thằng bạn thế, thiếu nước thực hành nữa thôi. Hồi đấy chắc Yahoo hướng dẫn tỉ mỉ bạn về nụ hôn đầu, tay để đâu các thứ. Không biết bạn thực hiện ra sao, hơn chục năm rồi chưa thấy vợ nó feedback. Tấm chiếu mới gặp tấm chiếu rách. Có nên ăn cơm trước kẻng? Anh nghĩ việc ăn cơm trước kẻng cũng không có sao cả, nhưng quan trọng nhất phải là cảm xúc. Em thích thì em cho, còn không thích thì thôi. Bản thân anh thì anh khuyên em đừng nên cho nó, kẻo em lại hối hận. Biết sớm thế sao không cho người yêu sớm hơn. Tốn tiền ở Trần Duy Hưng nhiều rồi, chắc đồng chí kia định thu hồi vốn đây. Trời ghê chưa. Cũng lạ ghê, nay thấy cô này đăng thúc người yêu nhút nhát không chủ động gì cả. Mai cô kia đăng thúc bảo anh ấy dạn quá, đi xa quá, đòi thế này đòi thế kia. Thế giờ các cô muốn như thế nào mới vừa lòng các cô? Đặt màu đen ship màu đen. What? Dạ em xin lỗi vì trải nghiệm sản phẩm chưa được tốt bên em. Mình check inbox em hỗ trợ xử lý trường hợp mình ạ. Mới ngủ dậy kêu ra nhận hàng. Đúng
được người yêu nhờ rửa bát, cô gái thuê luôn cô ruột của người yêu với giá 300k rửa cho đỡ mệt. Nani? Thôi ông bỏ con mẹ nó luôn chứ giữ làm gì, nay mai về nó thuê luôn mẹ chồng rửa bát nữa thì khổ. Mặc dù để người yêu rửa một mình là sai, nhưng với cái thái độ kia thì ông giữ người yêu cho chắc vào nhé, tổng ra lại khổ thằng khác tội nói. Chia tay đi anh, để lại chị ấy cho người khác tốt hơn nha. Nhà anh làm 8 mâm ăn đã rồi bắt con gái người ta lần đầu ra mắt xuống rửa, còn anh thì đéo thấy mặt, đàn ông cái kiểu gì vậy? Bạn ơi, cái thứ con gái như thế bạn yêu vào cổ đấy, yêu gì cái kiểu con gái như thế để mình yêu cho. Chị gái thông minh quá, em sẽ nhớ nước đi này, nếu có cơ hội sẽ áp dụng. Nhưng em ế 20 năm nay không biết bao giờ mới có cơ hội để áp dụng nước đi này. Bạn thân vay 2k tiền gửi xe đạp mà quên không đòi, 20 năm sau tôi được chính người bạn năm xưa tặng lại chiếc mẹt để cảm ơn. Wow. Bạn thân cho tôi vay 2k từ năm ngoái, giờ vẫn đòi bằng được. Mối tình đầu của bạn mở bát có ok không? Nghe là sôi máu, muốn tát cho thằng tình đầu một phát, mở bát như quằn què làm chị đây tình duyên lận đận. Một cái sừng xinh xinh với con bạn thân của mình. Xin một lần được ai đó mở bát. Chắc tại tình đầu im lặng chia tay nên tình đéo nào của tôi cũng là tử thi câm lặng. Chưa một lần yêu ai nhưng muốn kể cho mọi người biết thế nào là tình yêu thực sự. Hóa ra điều đau khổ nhất không phải chia ly do khoảng cách địa lý, mà là đau đớn tột cùng vì cách biệt âm dương. Đừng lo, có thể tối đến người đó ngủ dưới gầm giường của bạn, luôn ở bên bạn. Theo phong thủy thì nắng với mưa cũng như nước với lửa, không tốt tí nào, sao không đặt tên là chảy với cối nhỉ? Chúc mừng bạn Bách Hóa Tổng Hợp đã có câu trả lời đúng, chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Còn đây là câu hỏi phần này, câu hỏi phần 200, điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm, like và đăng ký kênh để đẹp trai và xinh gái hơn nhé.